trong vòng 3 giây trả lời nhanh cho em 3 lợi ích khi mua iPhone xách tay là gì? 1. Có hàng sớm hơn. 2. Rẻ hơn một chút. 3. Bạn có mua cho tôi từ Mỹ về đấy. Nghĩa là 2 đúng không? Ách đúng không? Rồi, cũng là 2. Nhưng mà theo em thấy nhá, so với iPhone chính hãng ấy, thì rõ ràng rồi, iPhone chính hãng sẽ lợi thế hơn về cái chế độ hậu mãi và chất lượng cũng an tâm hơn rất là nhiều vì có hóa đơn mà. Chất lượng thì chắc chắn là như nhau rồi, nhưng mà về hậu mãi sửa chữa thì chắc là lợi thế hơn nếu mà hàng chính hãng. Đấy, chính điều này khiến cho các bạn đang xem video của mình cực kỳ băn khoăn xem là nên mua một chiếc iPhone có hàng sớm, giá thành rẻ hay là một chiếc iPhone có chất lượng tốt và bảo hành ngon. Mọi người chỉ cần xem xong video này của Chi và Quý sẽ có ngay cho mình được những lựa chọn tốt nhất nha. Ok, bắt đầu nhé. Trước hết thì Chi muốn Chi và Quý sẽ định nghĩa nhanh cho các bạn thế nào là iPhone chính hãng và thế nào là iPhone xách tay nhé. Thì iPhone chính hãng, bản chất ấy, thì cái từ chính hãng ấy, thì mình chưa hiểu đúng lắm đâu. Tất cả những cái sản phẩm iPhone từ lock hay là không lock ấy, thì đều là do chính hãng Apple sản xuất hết. Nhưng mà ở Việt Nam ấy, thì mọi người đang hiểu cái từ chính hãng là cái bản VNA đấy. Em biết bản VNA là gì không? Biết chứ, em đang xài đây. Mình đang xài iPhone 13 Pro Max chính hãng VNCNA. Các bạn chỉ hiểu đơn giản thế này thôi. Hàng VNCNA chính là hàng mà Apple phân phối trực tiếp cho các đại lý ủy quyền tại Việt Nam. Và Diệu Thông Minh cũng tự hào là một trong những đại lý ủy quyền tại Việt Nam nha các bạn ơi. Và đối với những hàng chính hãng tại Diệu Thông Minh ấy, thì chúng ta sẽ có tem ICT này, rồi là chúng ta sẽ có mã là VNCNA. Đấy, cơ bản như vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đối với những người như mình thì mình hiểu thế thôi cho nó nhanh anh em ạ. Vẫn còn một cái bản nữa mà của FPT với cả Viettel hay phân phối đấy, nó cũng là chính hãng đấy nhá. FPT, Viettel phân phối cũng chính hãng. Là như thế nào anh? Là cái bản mà nó sẽ bị lốc IP lại, giống như cái máy lốc ở bên nước ngoài hay mua về ấy, nhưng cái bản này gọi là lốc Việt Nam. Và mình sẽ phải dùng nhà mạng của họ, nhưng mà nó vẫn là chính hãng đấy nhá. Vẫn chính hãng. Có hóa đơn không? Có hóa đơn đàng hoàng chứ. Cái này cũng hay đấy, mình chia sẻ thật với các bạn là ngày hôm nay mình mới được khai phá thêm đấy. Còn bình thường thì mình cũng chỉ đơn giản và nhanh thôi, nhưng mà chính hãng thì cứ ra các hệ thống đại lý ủy quyền mua ấy, đập hộp. Nhưng mà hôm nay mình được mở mang thêm kiến thức rồi đấy, cảm ơn Quý nhá. Gì nữa nhở? Đúng. Là xong iPhone chính hãng rồi đúng không? Tiếp theo giải thích cho các bạn iPhone xách tay đi, nó khác nhau cái gì? Nay anh có bảo là iPhone xách tay với iPhone chính hãng chất lượng như nhau á? Chưa đúng đâu nha anh ơi. Xách tay với chính hãng thì đúng là cái từ này nó hơi nhạy cảm thật, và nhiều người cũng đang giải thích cho nhau bị sai ấy. Mọi người hay hiểu sai. Cái bản xách tay ấy, thì thường là chắc là mọi người hay ý nói là các bản LLA ấy, là cái bản xách tay của Mỹ, là bản HA là của Hàn, bản G là của Nhật, hay là cái bản của Hồng Kông. Ví dụ các bạn hay nói thế. Nghĩa là thế nào? Bởi vì mình mua ở các cái nước đấy, những cái nước phát triển ấy, thì cái thuế về iPhone sẽ rẻ hơn. Và người ta hình như không mất thuế luôn ý. Cái đấy thì cũng phải tìm hiểu thêm. Còn vấn đề ấy là họ xách những cái nước đấy sẽ có hàng sớm hơn và xách tay về Việt Nam luôn. Thì có nghĩa là mình luôn luôn sở hữu cái iPhone 13 Pro Max sớm nhất hay iPhone 14 Pro Max sớm nhất. Quá ngon. Đúng, cũng hay. Nhưng mà theo em thấy thì iPhone xách tay còn chia mấy phiên bản nữa cơ mà, cũng lốc nữa đúng không? Đúng như rồi. Anh nói, như anh nói đầu tiên đấy chính là iPhone chính hãng của các nước ngoài. Đúng rồi. Đúng không? Còn lốc nữa cơ. Đúng rồi. Cái bản lốc, cái bản lốc của nước ngoài thì là sẽ phải dùng riêng của mạng họ, mua về giá rẻ hơn. Về Việt Nam thì phải lắp sim ghép. Sim ghép, cái này hay. Còn này, cái bản lốc tại Việt Nam của Viettel và FPT thì mang sang nước ngoài thì lại phải lắp sim ghép mới dùng được. Nó ngược nhau thì đúng không? Hay đấy, các bạn có nếu thấy mà, hay không? Nếu mà như anh ấy thì anh sẽ chia ra làm 5 phiên bản. Ui, 5 phiên bản xách tay? Không, 5 phiên bản với iPhone. Anh cứ chia sẻ đi. Một, đó là bản chính hãng phân phối tại Việt Nam. Mình đang nói tại trên đây. Đúng rồi. Mình đang nói về cái môi trường Việt Nam thôi. Sang nước ngoài thì là vấn đề khác nhé. Ok. Hai là xách tay từ Mỹ, Nhật, Hàn mang về, vẫn là bản quốc tế, đi đâu lắp sim cũng được. Ok. Đây là hai bản lắp sim đều được nhé. Hai bản này phổ biến nhất anh. Đúng rồi, đi đâu lắp sim là dùng được hết. Hai đó là bản lốc của nước ngoài, thường là Mỹ, Hàn, Nhật. Bởi vì mình hay xuất khẩu lao động Mỹ, Hàn, Nhật ấy. Thứ ba thì các bạn hay xách về mang cho mình. Ok. Và bốn là bản lốc tại Việt Nam. Đấy, dùng ở Việt Nam rất là rẻ. Nhưng mà ví dụ thuận tiện sang Lào công tác thì lại phải gắn sim ghép. Nói chung cái đấy thì còn ba là cái năm rồi. Năm là cái mình rất biết lắng nghe nhá. Năm là cái phiên bản mà vỏ iPhone nhưng ruột Android. Ông nghiêm túc đi. Thế tóm lại chỉ có 4 phiên bản thôi đúng không? Đúng rồi, 4 phiên bản đều là chính hãng hết. Còn cái phiên bản còn lại là phiên bản không chính hãng. Em tin như tin xoáy cổ ngồi nghe nãy giờ chăm chú đếm 1, 2, 3, 4, 5. Thế là tóm lại chỉ có 4 phiên bản thôi nha các bạn nhá. Đó, không biết là anh em đang xem video của mình dùng iPhone phiên bản gì thì comment bên dưới chia sẻ cùng Chi và Quý nha. Tiếp theo thì Chi muốn chia sẻ với các bạn một vài mẹo để phân biệt iPhone chính hãng và iPhone xách tay là như thế nào. Cách phân biệt nha các bạn nhá.
Đây, và hiện tại mình đang có ở đây là hai chiếc máy. Đây là chiếc máy chính hãng nhé các bạn nhé, còn đây là chiếc máy xách tay. Thì về cơ bản ý, thiết kế thì nó giống nhau đến 99,9%. Nhưng quý biết không, phiên bản Mỹ ý, phổ biến nhất ý, nó sẽ có một điểm khác biệt, đó chính là nó sẽ có cột sóng 5G ở bên phải này các bạn này. Đó, còn lại thì nó giống nhau y hệt. Đấy là mẹo đấy các bạn nhá. Sau này cầm máy này đi bảo à tôi đang dùng iPhone mới mua chính hãng tại Di động Thông minh đấy. Nhưng mà trong đây có cái cột sóng này thì thôi nó phát lộ rồi đúng không? Đó, cách thứ hai đó chính là chúng ta sẽ kiểm tra ở bên trong phần cài đặt này này. Cái này thì chắc là ai cũng biết rồi, thì mình cứ giới thiệu lại thôi. Phần giới thiệu các bạn nhé, cài đặt chung này, phần giới thiệu này. Đó, nếu như có mã VN trên đây là hàng của chính hãng Việt Nam, còn mã LLA là hàng của Mỹ và CHA là của China, Trung Quốc. Anh bảo GA là của bản gì cả? Dạ. Yeah. Đó, thì đấy cũng là cách phân biệt cơ bản thứ hai nhá. Phân biệt thứ ba nữa là ngoài vỏ hộp, thì vỏ hộp thì các bạn nhìn inbox ấy, cái series chứ. Series ấy nó sẽ có cũng có cái mã này này. Đó, thì mình sẽ phân biệt nhờ đấy. Còn gì nữa nhỉ? Cái đấy là đúng rồi, nhưng mà thực ra thì mình cũng không vượt mặt được các iFan đâu. iFan dành hơn mình nhiều. Đây là mình chỉ đang nói cho những người chi biết thôi. Cái phần anh thích nhất ấy, thì đó là nhiều người ấy, người ta coi nó đây là không phải là một cái điện thoại đúng nghĩa đâu. Họ coi nó hàng trang sức. Họ muốn cái của mình ấy, xuất phát từ Mỹ, cái của mình xuất phát từ Hàn, cái của mình phát từ Úc, New Zealand. Sở thích đúng không? Đấy, chứ còn nếu mà ví dụ nhà hỏi iPhone 13 mua ở Việt Nam thì người ta mất đi cái cảm giác sướng khi cầm cái điện thoại. Không, cái này thì mình lại không cùng quan điểm với quý các bạn ạ. Đối với cá nhân mình ý, thì khi mình nói đây là một chiếc iPhone chính hãng VN trên đây thì cảm giác nó uy tín hơn, và nó cho người nghe ấy, người ta cảm thấy là bạn này sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn hơn 1-2 triệu để chi trả cho một chiếc máy có chất lượng đảm bảo hơn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có hậu mãi ngon hơn thì sao? Nói như chi thì cũng đúng, thì đúng thật là như thế thì mới có các cái thị trường khác nhau. Ví dụ như là mình có mấy bạn là cứ chỉ săn là ZA rồi cho nó rẻ. Cái đấy thì lại là cái khách hàng riêng rồi. Đố quý biết nha, xem con lắng nghe không này. Lúc nãy em có chia sẻ về phân biệt giữa iPhone xách tay và iPhone chính hãng ấy, nhưng mà em chia sẻ thiếu một cái cực kỳ quan trọng ấy, đối với là gì? Hình dáng này, bảo hành này. VAT ấy gì? Đúng rồi các bạn ạ, VAT chính là một điểm mấu chốt các bạn nhá. Bởi vì anh biết không, từ cuối năm 2021 thì Apple đã thay đổi chính sách bảo hành các sản phẩm của mình. Những sản phẩm mà không có hóa đơn chứng từ các đại lý ủy quyền chính thức của Apple nhá, nghe kỹ nhá, thì Apple sẽ từ chối bảo hành đó. Do đó khi các bạn mua iPhone chính hãng ấy, các bạn cực kỳ lợi thế luôn. Mình nói luôn là 365 ngày dùng chẳng may trục trặc gì đúng không ạ, Apple sẽ sửa chữa hoàn toàn miễn phí cho các bạn nhá. Trong khi mua iPhone xách tay thời gian đầu thì có rẻ hơn 1-2 triệu đấy, nhưng về sau dùng chẳng may tì đèo màn hình, bị hỏng màn hình, thế sửa chữa em nói thật với anh 5-10 củ luôn đấy. Anh đã thấy lợi ích của iPhone chính hãng chưa? Đó cũng là một phần lợi ích ấy, nhưng mà thực ra thì các shop người ta vẫn bán cả bảo hành mà. Nói chung là để mua thêm bảo hành thì sẽ mất thêm chi phí đúng không? Còn bình thường thì người ta chỉ bảo hành dung chung là mic 3G thôi. Thực tế mà nói thì đây đúng là lợi ích đi. Nãy giờ khen lợi ích nhiều quá rồi. Tuy nhiên các bạn ơi, mình cũng phải chia sẻ thật lòng với các bạn một vài nhược điểm của cả hai dòng máy xách tay và chính hãng nhá. Để chia sẻ trước cho các bạn đi, là một người đang dùng iPhone chính hãng thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về nhược điểm của dòng chính hãng. Thứ nhất là có hàng muộn đúng không ạ? Thời gian đầu iPhone 13 ra mắt thì chờ tận hơn 1 tháng sau mới mua được đấy. Thứ hai là hiện tại thì giá thành đã cao đó. Và tương tự như vậy thì iPhone xách tay cũng sẽ có những nhược điểm. Đó chính là thứ nhất, chúng ta có hàng sớm đúng không ạ? Nhưng mà hàng sớm thì quý biết giá sẽ như nào không? Hàng sớm thì cũng chưa chắc đắt đâu, bởi vì là thuế của mỗi nước khác nhau với iPhone. Ở Việt Nam thì khá là cao, còn các cái thị trường tiên phong ấy, thì thuế nó rẻ hơn, thế nên là giá hay rẻ hơn một chút. Nhưng mà công tâm mà nói, thời gian đầu mình là người bán hàng mà iPhone 13 Pro Max phiên bản xách tay 40 triệu các bạn ạ, trong khi chính hãng chờ lâu thêm hơn 1 tháng thì cũng đúng, nhưng mà giá có cầm 30 triệu thôi, tiết kiệm được 10 triệu đấy. Nói chung người có tiền dạy để có tiền từ tiền đúng không? tiếp theo nha các bạn nhé, một nhược điểm nữa của iPhone xách tay đó chính là không có VAT, như em chia sẻ với anh đấy. Đó, không có VAT thì nhiều rủi ro mà. Cái anh thấy rủi ro lớn nhất đấy, và cái này công tâm mà nói thì chính hãng thì cái hàng xách tay ấy, thì nếu mà mình mà có cái nguồn uy tín ấy, hay có những shop uy tín mà người ta xách về thì ok. Nhưng mà rất nhiều chỗ mà xách những cái máy về mà mình có nghĩa là nó sẽ có cái vấn đề. Mình không biết được nó như nào. Có thể là những cái máy mà refurbished của nhà máy là bị hỏng rồi xong quay lại sửa chữa, xong bốc ra xong đóng lại siêu mang về bán ấy. Cái đấy rất là khó. Đấy, thấy không? Mà trong khi iPhone hiện nay rất đắt, bỏ ra số tiền lớn như thế, đánh đổi rủi ro thế thì chọn iPhone chính hãng cho lành đúng không? Như vậy chốt lại câu trả lời được vấn đề đi các bạn, là nên mua iPhone chính hãng hay iPhone xách tay thì có lẽ là
qua cái phần mà Chi và Quý vừa chia sẻ, anh em cũng tự rút ra cho mình một bài học và một sự lựa chọn, đúng không? Xét cho cùng ấy, thì ví dụ như Quý hay là một số các bạn bè Quý thích cái bản sách tay là vì khoe là đây hàng Mỹ, bởi mình oai ấy. Nhưng mà đúng là cái xu hướng của thế giới ấy, thì người ta đang phần đầu đến là nước nào phân phối bản đó và bảo hành tại trong nước đấy luôn. Đấy, thế nên là anh em ạ, Chi khuyên chân thành nhá, khuyên như những người bạn thân như các bạn luôn đây này, là các bạn hãy tham khảo iPhone chính hãng, dùng cho nó an tâm về chất lượng cũng chế độ mát. Mà nhá, hiện nay thật ra thì iPhone chính hãng và iPhone sách tay nó không chênh lệch nhau quá nhiều đâu Quý nha, chỉ khoảng tầm 2-3 triệu thôi. Thì bây giờ người ta chỉ có cái bạn tôi mua cho tôi từ bên Mỹ rồi, dùng thích lắm. Nhìn chung Quý thì mình thấy nãy giờ Quý cũng nghiêng về cái quan điểm wax slack kiểu bạn sách tay bên Mỹ các bạn, còn Chi thì thực tế hơn, an tâm. Chi quan tâm về chất lượng và chế độ hậu mãi đó. Cuối cùng chia sẻ ngay cho các bạn một vài chiếc iPhone chính hãng đang hot đi anh, iPhone chính hãng đang hot thì Quý để thấy các bạn mua giai đoạn này thì nhà mình bán rất nhiều iPhone 11 đấy. iPhone 11 ngon bổ rẻ đúng không? Đúng rồi, nó rất vừa tầm học sinh hay sinh viên hay là người lớn tuổi mua dễ. Còn nói thực sự thì để ra mua một cái M13 Pro Max ấy thì thường là phải có thu nhập tốt hay là phải tiết kiệm rất là nhiều. Mà cũng sắp ra 14 rồi mà. Theo anh thì nên mua 14 hay là nên mua 13 chờ 14. Cái này thì hẹn video sau đi anh em ạ. Video này hơi dài rồi. Đó, cuối cùng thì Chi và Quý muốn dành một lời cảm ơn chân thành tới các bạn vì đã dành thời gian rất là quý báu để xem video của mình. Và thực sự hy vọng rằng qua video của Chi và Quý sẽ giúp cho các bạn chọn được chiếc iPhone xứng tiền và xứng với nhu cầu của các bạn nhé. Các bạn iFan nào có những ý kiến hay phải đóng góp cho mình bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào. Xin chào.